Chào các bạn, lại là Dũng đây. Thì hôm nay Dũng sẽ chuẩn bị một cái setup mới cho con Dũng nó chơi trên sân thượng. Đó là Dũng sẽ vệ sinh khu này sẽ sạch sẽ, và mình sẽ bơm cái phao hồ bơi lên cho con Dũng sẽ chơi sinh hoạt bơi trên này. Mùa này bơi đúng là cái thời điểm lý tưởng đúng không các bạn? Ok, hôm nay trời đẹp, chúng ta bắt đầu nào các bạn. Bây giờ đây mới là cái đề tài chính của ngày hôm nay, phao bơi và máy bơm. Thì đây các bạn, cái phao bơi này là chiều dài là 2m62, chiều ngang á là 1m75, còn cái chiều sâu là 51cm. Ok, bây giờ Dũng sẽ tiến hành bơm cái phao này lên. Rồi mình sẽ cho nước vô từ từ để cho con gái mình bơi nha các bạn. Ok, bắt đầu. Thì hôm nay trời nắng ấm lắm cho nên là lý tưởng luôn cho con mình chơi nước. Thành ra giờ hai cha con mình sẽ bơm nước vô hồ nha bạn. Chơi nhí nhí nhí, cầm giò bơm nước nè, nhí lên qua đây. Thôi con đập cái đó là nó hư á. Nè quá. Không đập, đập là nó lủng phao á con. Cái nước đầu tiên là Dũng sẽ rửa cái hồ bơi này cho nó sạch trước. Rồi xong sau đó là mình mới đầu là nước thứ hai mình mới bơi. Ok. Giờ để ba rửa cái hồ nha con. Yeah, đây là bánh. Wow. Úi rồi, chơi đi. Ok. Chơi vui thôi. Thôi chơi này chắc không chơi này, con chơi này đâm trúng đau. Ba cất cái này. Wow, đã quá. Thích không con? Thích quá. Bạn ơi, thì hôm nay là ngày đầu tiên mình chuẩn bị cái nền sân cho nó sạch sẽ, với lại bơm nước vô trước. Tí nữa chiều mình mới cho con mình bơi chính thức. Ok. Giờ thì quần áo, cái đồ bơi Nhi chưa sẵn sàng. Giờ đây mình thử nghiệm trước cho nó chơi trước. Thì cái phao này nó to quá, thành ra nước áp suất nước từ ngay chỗ cái bồn này nó xuống không kịp, nó hơi lâu. Cái này chắc cũng cỡ cả tiếng họ mới lên được cái mực nước. Đây là mực nước người ta quy định, nó có cái lặn. Đây mực nước đây.
Đúng rồi. Vô không con? Vô không? Yeah. Vô. Yeah. Yeah. Giờ chơi đi. Bầu lắm. Hôm nay bầu lắm. Nhi lớn quá chưa kịp mua đồ qua cho Nhi. Đồ bao Nhi bận mới có được có 2-3 lần là nó chật rồi. Bây giờ cho Nhi tạm thời bận đồ này. Mình mới thay cái tã của Nhi ra cho Nhi bận quần ôm. Nhi bơi đỡ. Yeah, đã quá. Nè Nhi, 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 ba coi nè Nhi. Ồ, đã chưa. Cái gì? À. Wow, đã quá. Thích không con? Nhi thích không? Hả, con thích không? Đã không? Dạ dạ thích nó đi. Xe chở nước ha. Ủa xe chở nước nè. Un chi nữa. Đã quá. Cái này để mua cái giọt vớt mấy cái cặn cho nó sạch cái nước. Con gái Dũng rất là thích nước nha các bạn. Đúng rồi, nước lắm. Thành ra dự định của Dũng sau này sẽ cho con làm vận động viên bơi giống như Dũng hồi nhỏ. Thì hồi đó lúc mà học lớp 7 Dũng cũng lén đi bơi thì cái rồi cuối cùng bị ba má phát hiện. Rồi cuối cùng ba má quyết định cho bơi. Tại vì hồi xưa là ba má mình quen nhau là cũng là hai người đi bơi kia các cái rồi ba mình thì bơi ở sông thì nghè, còn má mình thì đi bơi hồ bơi ít kêu thì kia các cái những cái hồ bơi vòng vòng trong thành phố rồi được bạn bè giới thiệu kia quen nhau rồi, nhưng mà vẫn sợ không cho con cái lén đi bơi cho nên là đã quyết định là cho Dũng vào trong hồ bơi ít kêu gần Sở Thú á, tập bài bản này kia thì mình trở thành vận động viên bơi. Và bây giờ thì con gái mình được 3 tuổi, sắp 3 tuổi rồi, nếu mà bé bắt đầu 3 tuổi mình sẽ tập cho bé bơi luôn. Hồi trước đây là những cái người bạn của mình trong hồ bơi á là bơi với mình năm mình học lớp 7. Bắt đầu tập vô bán chuyên nghiệp là năm lớp 7. Còn có một số em Hiếu Nhi thì cũng bắt đầu tập bơi từ năm 3 tuổi nữa. Cho nên là hôm nay mình đầu tư cái hồ này cũng là để cho con mình tập bơi tại nhà trước luôn, trong cái mùa corona này luôn. Cái hồ này cũng rộng đủ cho con tập chân, tập tay, động tác bơi được. Dũng sẽ dạy cho con. Ok, thì video clip hôm nay là tập 1 bé Nhi đi bơi. Ok, xin chào. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, nhiều may mắn và sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu mà bạn bè nào mà có con cái em bé kia, Dũng mời các bạn dắt con đến nhà Dũng mà cùng bơi với lại con gái Dũng nha. Hiện giờ là bé chỉ ở nhà mình nó hơi buồn tí. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye. Cả nhà xuống nước luôn à. Các bạn ơi, cả nhà xuống nước luôn, vui quá. Nhi à. Bây giờ là buổi chiều của ngày đầu tiên bơm nước vào cái hồ. Thì cái mực nước nó là ngày đây. Nó có cái lằn làm dấu mực nước. Chơi đi con, đứng chân xuống, con thả chân xuống thì nó sẽ đứng hơn nha. Wow, văng nước đầy luôn. Wow. Thích lắm. À.
Mùa này có cái này đỡ chán chứ ở trong nhà nhiều quá buồn lắm các bạn ơi. Ở nhà nhiều quá, ở nhà lâu quá buồn lắm, có cái này đỡ chán. Hôm qua Dũng với vợ con cũng đi đã phải một vòng hết Sài Gòn luôn, hết cái thành phố Hồ Chí Minh luôn thì hơn 50 cây số á. Mọi người đã làm ăn buôn bán trở lại rồi, nhưng mà có cái là bán đồ đem về mà hầu như đồ ăn đem về không. Thì hy vọng là dịch sẽ sớm qua để cho tất cả mọi người ổn định công việc trở lại, kinh tế nó tốt hơn. Rồi, hẹn tất cả mọi người vào clip sau nha, sẽ vui hơn nha. Nhi bye, bye bye Nhi, bye bye, bye. Ok, bye cả nhà nha. Rồi, bye đi con, bye.